Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió ở mực khí quyển trên cao có xu hướng yếu đi và bị đẩy hơn sang phía Tây. Vì thế, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi cao hơn. Sau đó, sang ngày mai, mưa giảm hơn xuống diện vài nơi và nhiều nơi còn nắng trở lại. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm mai, chỉ có mưa ở một vài nơi. Riêng khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và cả Quảng Ninh có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Ngày mai trời tạnh giáo có nắng. Riêng ở khu vực Nam Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, với mức nhiệt dao động từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở miền Trung, từ ngày mai nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng hơn và cường độ cũng mạnh hơn so với ngày hôm nay. Dự báo nắng nóng sẽ trải dài các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ. Về chiều tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện một vài nơi, tập trung ở các tỉnh phía Nam là Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc tố và gió giật mạnh. Và ban ngày trời vẫn có nắng, với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng 28 đến 31 độ. Tại các tỉnh Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp các vùng biển có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở khu vực Nam Biển Đông và phía đông bắc huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời có nhiều mây, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực Hòa Bình có nơi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng vào ban ngày, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.